phong cảnh buổi chiều của chú anh chị, chiều cái khúc ở trên đó mình thấy nó chuyển mịt mù ở trên kìa, không biết có mưa không, đừng nói mỗi lần nên đi đặt ếch là mưa, mỗi lần Không đặt đặt ếch thì là mưa, nắng mưa, nắng không thì mưa. không đặt thì ổng không mưa, mà nên đi đặt ếch là mưa. Anh thấy tình hình này thấy cũng hiu lắm nè, phong cảnh buổi chiều giờ này thì nãy giờ 2 giờ chồng nó lội lút lút ra ngoài ngoài giữa đồng ngoài đó đó, út mị ngoài kia ngoài mấy cái gọc ngoài, nên đặt ở ngoài mà đặt không hết nữa, có đồng nghiệp đặt nữa có đồng nghiệp đặt nữa, bởi vì nên đặt không hết, đâu còn hai cái chút xíu nên lại đằng này đặt nè, lại đằng cái bãi đằng đó, đó nên đặt 2 cái luôn cho nó xong, ngày mai thì mình tính tiếp. Ngay chẳng cái gặp chỗ đằng đó im ghê, im quá chừng luôn, mà có đồng nghiệp đặt, đồng nghiệp đặt nào anh cũng biết nữa, giờ nên đi dài để đẳng cái nên đặt 2 cái xong rồi cái về chạy về bên Tràng rồi thì nên hẹn cô chú anh chị là sáng mai ha. Thì sáng mai chừng nào 2 vợ chồng nên đi thăm á thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Rồi, 2 chồng nên cũng về tới bên trại bên chẹt rồi nè, nhìn con gì ăn con nhái kìa, ăn con ếch thì cô chú anh chị làm như con rắn cái gì à? Mưa quá mưa cô chú anh chị à? Này bão ý, con chuột xạ nó lôi con nhái ngay chân cái gốc cây nên tưởng đâu con rắn, không ai ngờ con chuột xạ à, nhìn mưa quá chừng mưa luôn, rồi sáng nên thì đang ngồi giá lọt này là bị cà người ta cào trúng á, ta cào trúng á, gắt ra đó lỗ qua chừng lỗ luôn, bị 2 cái mà cái em nhiều cái chuột xạ nó ăn con nhái, lôi nhái vô trong cái gốc cây gốc gáo, mưa bình địa luôn qua chừng này, 2 chồng nên cuốn trong đây nè, núp vô rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha, chừng nào nên đi thăm lập ếch đó rồi nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Sáng sớm mưa bão tới rồi cô chú anh chị ơi, này chắc nên nghĩ bão à bão vô rồi, gió tối hù hù hù, giờ này sáng mưa, sáng sớm là ông mưa rồi, mưa giặt tối 2-3 giờ là ông lại gai lâm găm găm răm chút cái ngừng cái lâm găm chút cái ngừng rồi tới giờ luôn à. Mưa hơi lớn à, nên đi đổ cửa ngục về nè, bữa nay được có chút xíu kìa, 3 cá đó kìa, cá này cá bán coi vậy, nên chưa cái rảnh cái mày vinh gì đó này là cá bóng cá lồng tông rồi này cá lóc này tép được mới cá chạch xíu sắc thù rồi, này là được chừa lại vài con ăn, được con cá heo ngon quá, còn kho ăn nè, tao trúng dữ lắm nè, đặt cái trên bờ không nè, đưa gửi nó luôn đi rồi đó, làm gầm quá chừng rồi. Rồi, để chừng nào bớt bớt mưa chút xíu cái nên đi thăm lập ếch, cái nên chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Mưa quá không biết sao đi thăm lập ếch nữa nè. Em chào cả nhà nha. Hôm nay 2 vợ chồng đi cuốn lập ếch cả nhà. Cái kia đặt ở đâu?
phong cảnh sáng sớm của chú anh chị. Thì giờ này cũng hết mưa nè, nãy mưa giờ hết rồi, nên nghĩ chắc bão vô vậy của chú anh chị, mà kiểu như mưa lâm găm gì cũng đỡ, không có mưa lớn mà trời còn mấy nước không à. Giờ nên phải lội ra lúc mị ngay chăng chỗ có cái nhà nhỏ, cái trại nhỏ trước mày đó, cái mới đi vòng rồi đó, cái vòng vô nên tính đi này vòng ra, mà mình gom cái vòng quanh đây cái mình lội mình vác nó nặng, vác vô nó nặng, nên giờ mình đi không đi, mình đi lại đó cái mình đi thẳng ra trú miệng ngoài cái mình gom dài vô lại vì nó nhẹ hơn, nó đỡ. Phong cảnh buổi sáng đông ruộng, gió hay nên phải mặc cái áo mưa cho đỡ gió đỡ lạnh. Sáng thầy nên đi cúng cửa ngục á, nên đi cứu lúc đi cúng cửa ngục thì nên không có chia sẻ cho cô chú anh chị, tại vì mưa lâm găm đi gió nữa rồi thấy gì thôi, nên không có chia sẻ, nên quay khúc lúc được nhiều cá bây giờ về cái nên đi thì cũng lập ếch. Lúa này chín vàng chứ mà mưa bão kiểu gì hoài nên không biết đã cắt được không á nè. Mưa bão quá chừng. Rồi thôi để chừng nào nên lội ra tới ngoài rồi nên sẽ chia sẻ tiếp đến cô chú anh chị ha, chứ ở đây từ đây lội ra tới ngoài còn xa dữ lắm luôn, xa dịu dậy luôn, lúc mà ngoài đó đó rồi nên đi vòng qua nữa, xa dịu dậy luôn. Đây cây đầu tiên có ôi hai ba đứa bự không rồi ngập lợp rồi đấy. Cái đầu tiên của chú anh chị để cho mấy cái lợp đó nên ngập hết trơn rồi kìa, nước lớn để vô. Ồ có hàng cái đầu tiên quá im. Ở đó hai cái luôn, trong đó luôn, đi trong này trước đi, để đi nó lỡ ngập đó, rồi đó đây, thấy không? Bữa gì chỗ này mình cái đường này mình ra cũng còn phải không? Hai ba con mà ít nhỏ mà ít con hả? Thấy không mà sao? Có không? Cái trong ngon, cái ngoài. Cái trong có gì không? Uống con luôn mà, nó coi mà. Được mấy con rửa sạch đi, cái tiếp theo nước ngập rồi cả nhà. Mấy cái mới mưa mà nước ngập nè, có không đây không biết, nước ngập trơn rồi không biết có thẳng cẳng. Biết gì à? Đặt đường máy một chút rồi. Rồi có thẳng cẳng mấy con to màu à,
con thẳng cẳng cũng đỡ, diều mần liền, có cua, cái này không đến nỗi ngập nè. Có cua ăn cẳng luôn hai con, ù nhóc cua luôn, hai ba con ăn cẳng vậy. Lập mình bỏ một chút mồi đi đi đặt cua được à. Điều mưa có ếch mà cũng chết, cũng quẹo hết rồi, hình như ra đây là đó nguồn cái như vậy lúc luôn rồi. Rồi chùm cái bọc ngon lành quá, cái ngập nước toàn là mấy cái có không. Cái nãy cũng một con, cái một con, cái hai con, hai con. Ừ cũng gặp ống rồi, có gì không này. Có một con cụ ếch bự, ếch bự con ở Thành Kỳ. Ừ, hai con, hai con luôn. Cái tiếp theo thì con cá này. Nước vô á, nước lớn nè nó vô. Cứng rạp luôn hả? Kệ đi, bãi đi, nữa con nào nhỏ mình thả, lớn thì mình bắt. Rồi ồ nhóc quá trời người của chú chị, hai ba con bự luôn hả? Ồ chọn địa điểm quá im, dài dài ra ngoài giặt lung rồi đó đó, sâu sâu rồi đó, đặt mới im. Như đằng đó mình còn cái nữa đó, cái đó là hy vọng im lắm đó. Rửa đi, lại đẳng thăm cái đằng đẳng. Mưa nữa rồi, cô chú anh chị à, tâm găm nữa rồi. Ở đây à, nè, nên cũng tính cắm cầu ếch đây nè cô chú anh chị. Nhưng mà cái nước rộng nó ra tốt ngoài này đang nè. Cái nước lớn nó lớn ngập lên vậy đó. Cho nên nên cắm, tính định cắm cầu mà cắm cầu khó quá. Cho nên nên bỏ qua luôn. Tại nước lớn nước rộng, khi nước rộng nước lớn rồi. Rồi mình cắm khó cắm lắm, chẳng thà là nè, nước lớn cái lên tới này nè, giờ nước nó đang gồng lại bởi vì nó ấy lại bớt. Phải trong ruộng thì hết nước rồi, ở không mà nước lớn nước gồng là nên cắm cầu không gài vậy đó. Này chắc nên nghi bảo quá, bởi vì không đúng đâu, đúng rồi. Cái này nên hy vọng lắm nè, đúng chút. Khui hàng rồi, hy vọng cái này lắm đó. Đó, hãy coi nãy rồi đó. Hả? Cỡ nãy hả? Cỡ nãy gì cũng ngon rồi vậy. Đó, xình không nhảy đang thùi lùi luôn. Cứu bộ. Cứu bộ. Cứu bộ. Rồi cứu, cứu bộ cái, cứu. Rồi xuống bực đó vậy. Nhảy xình không. Qua xình. Ồ, bánh gai. Một đống luôn cô chú anh chị. Cũng nhiều. Bên đây cũng nhiều.
Rồi, hình như hết rồi phải không? Ừ, dài vô. Giờ đi nên đi dài vô. Dài vô dài trong. Mưa ra hiện giờ đang lâm gầm lâm gầm. Lúc nữa. Mấy con? Hai con. Rồi rồi, ông khung xuống đó luôn rồi. Lẹ đi. Ông khung chỗ chỗ mình đặt ra đó. Ừ. Có hả? Chưa đến đó ngập. Nhờ bích. Có con. Con cũng ăn nhẵn mấy con. Sao ông có lúa ổng không mày? Cái đằng kia không có ngập à. Ngập có một cái à. Tay ông đâu cầm gì đâu. Có không, bữa nay mình trúng rồi. Đâu? Thấy chưa rồi? Mất tiêu. Tiêu cái lợp. Tôi thấy tay không mà. Tôi cái lợp vào cái nhà. Còn có 4 cái cây thôi. Nãy thấy ông xách xách mà sao giờ không thấy ông xách. Đấy nha nha. Anh chạy theo cái chú đó. Gì rút cây kìa. Rút cây ông lụm cái lợp mà ông bỏ 4 cái cây lại. Ừ, được một con. Hai con. Đấy. Máy đi lấy được cái nha, cái nè cả nhà ông rút. Ràng mà, ông giấu đi coi mấy cái lợp ếch cũng nên hết cái nào dính cái lấy nên bắt được quả tan cái nên giấu trong ruộng nè rút rút cái cây bỏ lại lụm cái lợp thôi ổng đi vô chổng rồi nên chạy theo nên nói mà nói còn không lại ổng vậy là còn cái rút đằng đỏ ông giấu đâu đằng đỏ đó đó còn bây giờ bỏ vô đi xách vô đi lại này kiếm cái nữa ổng còn giấu đâu này nè. Ông lấy cái đó là ông giấu đo đâu cái đường đi ra nè chứ không có nó xa đâu. Tôi nãy tôi thấy ông cầm xanh xanh thấy ông có cầm trên tay rồi tôi đi rồi. Ếch của người ta không nữa ông cái nhà hai cái. Ông đi coi hết mà coi cái nào dính thì ông lấy đi mà. Vô đó. Ông đi tới đây. Ông đi vô trong đó. Đó tới ông kia kìa tới đó. Ông còn thề, ông nói tao lấy tao con mày nữa. Thấy rõ ràng mà ông còn nói chuyện. Thấy ông cầm luôn mà chạy lại còn không kịp, ông giấu liền ha. Ừ, ông thấy là ông giấu liền. Kỳ khôi quá. Ai ông già phải trẻ trẻ mình cũng không nói nữa. Trẻ trẻ phá thì mình nói đi. Cậu này ông già luôn mà ông cũng cũng vậy nữa. Ông thấy lợp dính qua dính rồi. Cái nãy với đằng đó dính với cái này dính nè. Cái chỗ này không có dính nè, dính được có hai con nhỏ xíu à. Cái này cũng có bị nhóm lên nhưng mà không có ấy. Lại thấy tóc cỏ hết là biết cũng thâm rồi. Thấy ông khòm mấy chăn mấy cái lợp ếch mà. Rồi xong rồi cả nhà vô ấy ra vô tổng kết cả nhà làm xong chưa rồi giờ tới công đoạn bắt ếch ra cô chú anh chị sáng trời ơi không có miếng nắng luôn không có không thấy ông mặt trời luôn mây đen mây nước không à. Mây nước không luôn
không có miếng nắng nào hết trơn á. Nói chung là cũng 15 gram xong rồi chút ông tạnh, tạnh xong rồi chút ông mưa nữa, cứ vậy hoài chắc nên nghi nhà bão. Nên nãy nên thăm cái đằng kia, sót cái đằng kia nên thăm cái đằng kia. Được con cá lóc nè, mà cá lóc ngoẻo rồi. Cá lóc rồi. Nè. Được con cá lóc nè. Ngoẻo cá lóc rồi. Cá lóc cũng nhỏ chứ không có bự. Ừ, mới mà. Mới ngoẻo à. Ngợp nước sao? Không biết, khô gan nó ngợp luôn ạ. Ừ. Ấy ra hết đó, hai vợ trong vợ trong vỏ đó hết hả? Ờ, trong vỏ có mấy cái có cua em bỏ lại. Ừ. Dính đâu đựng nhiêu đâu chàng. Dính cũng nhiều quá mà dính tại vì nhỏ quá đâu bắt. Nhỏ dưới phần bị ấy nữa, bị ngập nước nữa. Ngập nước nẻo hết mớ nữa. Cảnh đồng ruộng dạng chân ít coi coi nhiều ha, vì dừa nhiều không bự gì mấy. Cái này, cái bị đập. Ừ. Hai cái bị, hai cái bị lấy tàn dính ít nhiều không, ít bự không, ít nhiều nữa. Nên thấy ông cầm gõ gàng á, rồi ông giấu rồi nên chạy theo nên nói gì mà nói không 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 đợi nữa. À. Nên nói chú con nên lại, nên nói chú có lấy mấy cái lợp ếch của con không cho con xin lại không, ông không lấy. Nên nói thấy chú cầm gõ gàng. mà ông nói không có, ông còn thề nữa, ông nói tao lấy tao còn của mày, có tài luôn. Không ngập nước rồi cũng im lắm hả vợ? Dí ếch nhỏ nhiều ha. Ít bự bự không với không ngập nước là ngon. Nay như nay trúng, hai vợ chồng nay như trúng. Nên đặt cái vỏ đó nên đặt tổng cộng là 20 cái lợp á. 20 cái. Kể nào nào ấy thì nên ấy, còn nào nhỏ quá thì nên thả. Thả gì cho lớn, cái nữa mình bắt nữa. Ba ông ký gì không vợ? Có 3 ký. À. 3 ký, 3 ký ngoài à. À. Không ngập nước này kia rồi là ngon. Ngập nước chết hết mớ rồi, xong rồi đó, được nhiều nè cô chú anh chị, cũng 3 ký ngoài à, quá êm rồi. Giờ để nên sắp xếp đi về.